Nay mình tiếp tục đi hái trái cốt chuột nha các bạn. Có trái này các bạn. Đó. Trái cũng đã già rồi các bạn. Trúng mánh luôn coi đây. To. Cái bự luôn các bạn. Đúng bự luôn, nhiều trái. Coi là trái già hết rồi nha các bạn. Lúc con kia có này. Kèo, mái trái. Kìa có là mái trái. Xuống xem cờ đã thứ như thế nào các bạn. Đây là cái này. Đây có này. Đó, mình bò nửa tháng rừng các bạn. Bò đây nó ăn hồi nó từ ra luôn nha các bạn. Chiều nó từ xuống nó chỉ đón với cái lưu về thôi. Ở đây bự mà không có trái. Như đó là bông hả sao các bạn. Không biết. Xin xem có đà thử các bạn. Ủa, có đà lớn ghê. Trái. Trái. Con gốc qua đời to. Cái đây bự. Gốc ở đây bự. Cũng không có trái. Giữ đây là cái bông nó quá. Nghĩ là cái bông nó. Đúng quá qua đây. Cái đây thôi. Chú kẹp ơi. Đây cũng có luôn.
bữa hai cuốn hai con sâu viên gáo đó theo mình về giờ cuốn gáo nè ai quấn mà đeo ở chân đi không được các bạn ơi. Giờ chỉ có một con sâu không đi được luôn. Để chút nữa mình về mình xem thử gấu sao. Đấy, lúc luôn rồi các bạn. Chút mình ở đây có cái chung chung này các bạn, chung bự không chung chín đó luôn các bạn. Có không các bạn ơi, đây đây cho là chung chúng ta rầm đó các bạn ơi. Nó nhờn nhiều quá. Ở đây không có trái cứu chuột các bạn. Đi nãy giờ mà mình không thấy cái con nào luôn. Càng vô sâu càng rầm các bạn. Tiếp tục rồi
cái mô thì nhiều nha các bạn, để chỗ nào mình thấy cái mô rồi. Cái đó có mô nhiều lắm các bạn ơi. Bên kia có con ta nữa. Mình đi xe hướng cho các bạn. Lên hướng mình thấy không có. Càng vô sâu càng không có các bạn ơi. Đây có một coi, coi đây nó cũng có trái các bạn, kia coi, nhưng mà càng vô sâu có vẻ càng ít hơn nè các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp các bạn lại lần sau nha. Video mình hôm nay tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một lượt like và lượt đăng ký. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha.